cùng trong cái clip đi chợ buổi chiều đi Thủ Đức về ha, là có mua nửa ký Lekina đó, là được hai hai trái 15.000, 30.000 ký. À, nó chín không ha, chín nó mềm đó, nứt vỏ ra luôn rồi. Bây giờ mình chẻ cái này trước ha. Mẹ ơi, cái quả ổi ngọt ngọt rồi nè. Nè, ổi hay mận? Mận. Cái từ mận nó à. dễ. Trời ơi, chi cho. Trời ơi, chi gì chi kỳ vậy? Chi cho người ta mà chi Nè, à, nguyên trái luôn đó. Đây ha, mở cái lê kia na ra ha. Bữa chị đó chị cho ăn thử ngon thiệt ngon luôn á. Hay rút rút cái cuốn ra nè. Cuốn ra là nó chín bột. Lâu lâu quá ăn lại thấy ngon quá. Ngọt thiệt ngọt luôn á. Đây. Cây kim ma ha. Vàng lắm. Vàng ươm luôn. Cái ruột nó là như là cái Vàng giống của mẹ. lòng đỏ của cái trứng gà vậy đó. Cho nên ha, Gunetoma. người ta Gunetoma. hay còn gọi cái trái lekina này là trái trứng gà, quả trứng gà ha. Còn có bộ đồ chơi tên là Gunetama, hay còn gọi là trứng biến thái, tại vì ói ra ăn lại mà. À như cái chị đó chị nói là cái lê kia này chị lấy ở Bến Tre ha, nó ngọt, nó bùi, nó béo. Cái lê kia này nó tốt cho sức khỏe. tốt sức khỏe lắm á. Ai mà mẹ nào mà mang thai đang trong giai đoạn cho em bé bú á, ăn nó nhiều nhiều sữa á, cho nhiều sữa á. Mình đọc cũng lâu quá rồi không nhớ ha, nhưng mà nói chung là trái này nó có công dụng tốt. Chi tiết hơn chắc phải lên hỏi anh Google lọt rõ lên rồi dụng của trái lekina này nó tốt như thế nào. Mẹ ơi, sao mẹ Béo không, quá, mẹ ngon ơi, quá. sao mẹ không có lấy cái muỗng to mẹ múc? Mẹ ăn như vậy nó mới thú vị nè. Múc nhỏ 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 nhỏ. Ngày nào con ăn đi rồi mẹ trả con. Cái muỗng đó con định cái chút nữa mẹ dừng cái video, con lấy cái muỗng đó cho cầm cái trái vú sữa tím xuống xuống mở mở bạn đó ra kết bạn với con hả? Hơi mệt quá. Bạn của con sao mày biết? Chút nữa tôi phải đi chợ. À, bột chín, nó chín chín gọi là chín 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 tới á, nên là ngon. Lâu lâu đi gặp mới thấy á, chứ là chứ không có bán thường xuyên. Thông dụng như xoài cóc ổi rồi ngày nào cũng có bán, lâu lâu cũng có bán, thấy mua luôn. Cái hộp của nó, để lấy cái hộp nó ra hả? Trả lại cái mượn. Bỏ vô bỏ vô cái kia đi. Cái này đây là cái can nước hạt. Tao đừng đổ vô bây giờ. Can nước này có tên là Quang Lợi.
con không thích cái đó. Cái đó mùi con không thích. Con ăn chưa? Chưa, nhưng mà con nghe cái mùi đó con không thích. Chưa ăn thử sao con biết không thích? Nhà cho muỗng thử nè. Nhưng quả nào mà con không có quen ăn đó, thì con không ăn được. Nên cái quả vú sữa là con muốn ăn thử. Nên con ăn thử thấy ngon con ăn được. Nên giờ con quen ăn vú sữa rồi. Nơi kia mai nó cũng có giống như cái mùi là... Nếu mà ai không biết ăn thì sẽ rất là khó ăn. Mà nếu như mà biết ăn rồi thì nó ghiền. Giống như trái sầu riêng vậy đó. Trái sầu riêng. Trái sầu riêng mà hồi đầu không biết ăn lắm. Nghe cái mùi chạy trốn không? Mình biết ăn rồi thì không có tiền mua cho nó ăn. Không muốn ăn à. Mong mắt. Con nói mẹ. Ngã của mẹ xong rồi con cứ lăng xăng à. Mày im được không? Con nói mẹ nè, có phải không nha? Cái mùi sầu riêng thường hay chê những cái mùi thúi. Thúi là khi mà ăn vô thấy khó chịu, nhưng mà người kia ngửi thì lại thấy thơm nữa. Đúng rồi, ai biết ăn thì người ta sẽ thấy nó thành mùi thơm. Còn con không biết ăn thì con sẽ thấy nó có mùi nhầm thúi. Mùi khai, mùi thúi rồi. Đó là cho con thôi. Mẹ ơi, mẹ ăn cái miệng của mẹ. Cái mẹ miệng của mẹ nó... Cái môi của mẹ nó hơi vàng vàng rồi đó. Mà nó cũng hơi trắng trắng như phấn luôn. Vậy là cái... Trái lê kim mai này nó màu vàng, mình ăn nó không có màu vàng ấy. Ý nói. Nhưng mà cái môi nó hơi vàng vàng. Với những nào môi trắng như như mẹ thì sẽ ăn vô á. Cái hộp của cái trái lê kim mai sẽ... nó như thế này ha. Lê kim mai như thế này ha. Ồ bự á. Ừ, hộp bự. Nhìn nó giống như cái hộp sầu riêng ha. Con thấy như hộp sầu riêng vậy đó. Con thấy nó hơi giống như là cái con thấy nó hơi giống như là cái hộp của trái mít đó nữa. Nó bự hơn cái hộp của trái mít. Hộp của trái mít là nó không có cái chính giữa này. Dạ. Cái chính giữa này là cái cơm của trái lê kina, giống như là y cái này nó y như trái sầu riêng ha. Là cái giữa nó cũng là cái đậu cái sầu riêng, còn mấy ngoài là cái hộp. À đây ha, hộp đây ha. Cái màu trong đây là màu nâu. Mẹ ơi, màu bóng gỗ. Mẹ ơi, hồi nữa có người đi mua đồ ăn, con sẽ hầu hạ người đó đi mua mít cho con ăn. Mẹ ơi, con nói mẹ nghe nha. Với những nào có cái môi trắng như mẹ mà thường hay dùng son để bôi che á, thì ăn cái quả này, cái này thì ăn quả này vô á, thì cái môi nó sẽ hơi vàng 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 một chút. Còn cái môi nó sẽ hơi trắng trắng như phấn luôn. Để con lấy gương cho mẹ soi nha. Thôi được rồi. Mẹ đang ăn mà. Ăn xong mẹ tự mẹ soi nha. Con thấy cái môi của mẹ rồi. Bây giờ nếu mà không được xinh. Có dịp nào biết tới trái lê kim na này thì cứ mua ăn cho biết ha. Ăn làm quen giống như sầu riêng đó. Không biết ăn thì không ngon, nhưng mà biết ăn rồi thì nó sẽ rất ngon, thơm, bùi, béo. Rồi, kết thúc video ăn lê kia na ở đây ha. Rồi. Đồng thời kết thúc luôn cái video trái cây luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye. Như ý chào nha. Rồi, như ý chào nha, nó kịp trời ơi. Bye bye. Chúc một ngày tốt lành.